lóc giờ do mình mới mua, mình chế nước sôi nè, da nó dột lên ha. Cái này là 2 pha mấy. Rồi bây giờ mình phải cậy cái vỏ nó ra, mình dùng dao, tại vì nó quá bự đi nên là mình sẽ lọc trước, lọc như vậy để lấy ra cho nó dễ. Mình cứ làm từ từ nha, cứ từ từ đây, tắt cái vỏ đây. Được như vậy này. Bây giờ mình sẽ lột, lột cái phần này, cái miếng da xung quanh này, nó không có ăn được. Cạo từ đây nè. Thấy có nhiều ăn sống luôn, chỉ là ăn mà cầm nguyên cái con có vỏ ăn luôn á, nó bắn nước. Con ốc bồi bồi này mình sẽ chia làm 2 phần ha. Phần này mình cắt ra, sẽ làm theo xi mì. Phần này mình sẽ nấu cháo. Mình trước khi làm á, này á, mình thấy cái miệng nó này, mình sẽ chảy đô nó ra để mình rửa bên trong cho thiệt và sạch ha. Phần này mình cũng vậy, mình tách rời cái phần này ra, rồi cái phần này ra để mình rửa cho sạch. Mình rửa sạch rồi mình sơ chế xong rồi sau đó mình sẽ cắt nhỏ ra, cắt ra như thế này rồi mình đi rửa. Sạch sẽ rồi ha, qua muối mấy lần rồi. Bây giờ mình bỏ qua giấy, mình thấm cho nó khô, rồi mình sắc mỏng để một hồi mình ăn với lại wasabi ha. Đây là cái phần thân với lại cái phần bụng đó, mình sẽ cắt nhỏ ra để mình bỏ vô nồi cháo ha. Tỏi chúng ta đã phi vàng rồi đây. Mình nghĩ là bỏ vô khoảng 10 phút là được rồi. Giờ mình sẽ nêm nếm ít đường, ít nếm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
việc múc ra, mình chỉ việc múc ra tô thôi ha. Ta-da! Đây là ốc vòi vòi hồi nãy mình với chị đã cắt ra để ăn sống với mù tạt và nước tương đây. Và đây là cháo nấu cũng nấu từ cái ốc vòi vòi đó. Chúc cả nhà ngon miệng. Ăn thôi nào. Thank you for watching. Các bạn nhớ nhấn nút theo dõi để follow thêm nhiều video mới của mình nữa nha. Cảm ơn các bạn.